xin giới thiệu quý vị các bạn. Hiện tại thì trời ở công viên Diều Sáo Di An, trời thì đang mưa râm râm. Anh Kính Vinh Quyền đang chuẩn bị lên con Diều Sáo Hoa Sen. Hai anh đang mặc áo mưa thả diều. Đây đang chuẩn bị cột dây leo. Đây có bé gái cũng đang thả diều. Bầu trời hiện tại thì có hai con diều, diều phượng, một con diều đỏi, một con diều xanh. Đây hai bé này cũng đang được mưa. Đây bác ba cũng mặc áo mưa xem thả diều. Ở đằng xa là anh Định cũng đang thả diều. Đây là phương ký, đây là phương ký nè, anh cặp táp nè. Đúng rồi, thả diều mang cặp táp luôn. Ủa sao không có nghe sáo vậy? Không nghe tiếng sáo. Phóng luôn, để hết mưa lên trên luôn anh. Mày đâm vào con đen này đi. Đây. Nhấn ngược sáo hả? À, do trời mưa mê đâm nhiều quá nên ngắn ngược chứ gì. Y như anh Tấn cũng có một lần ngắn ngược á. Tại thì trời thì đang mưa lớn mà anh Quỳnh mới lên con diều ở đâu. Cắn ngược. Quay lại. Đây. Vậy mà từ nãy giờ nằm ở dưới mà không để ý luôn. Đây, tạm thời để con diều hoa sen nằm đây. Xíu nữa để anh Kính cũng đang chuẩn bị lên con diều sáu. Đây này giờ các bạn, đây là anh Kính cũng đang mặc áo mưa để lên con diều sáu màu đen. Ướt mềm hết rồi. Ok nè, không có bị gì hết. Wow, mưa lớn lắm rồi. Ướt quá rồi, nó nặng lên không anh Quỳnh? Con này nè. Con hút gió không ta, hút nước không ta? Không, để kìa anh gì kìa, anh Định kìa. Ở con đâm luôn hả? Đây bé trai này đang cũng đang chuẩn bị lên con gì. Ủa con tên gì ta? Dạ. Con tên gì? Heo. Tên gì? Heo. Heo hả? Không. Dạ. Không mà tên heo mà ý hỏi là đi học mình tên gì á? Thanh Hoa. Thanh Hoa. Hoa hả Hoa? Dạ. Hoa chứ, đúng rồi, Thanh Hoa, một cái tên đẹp quá trời. Ai người ta kêu Thanh Hoa chứ ai mà kêu tên heo, heo kỳ. Rồi lên luôn. Đây, Thanh Hòa chuẩn bị lên con diều 6. Wow, đẹp đi chưa? Nằm quá rồi. Ủa cái áo mưa chú đưa đâu rồi? Mưa à?
cái mưa không chú, chú đưa cái áo mưa đó. Sao? Hồi cháy vỡ trong gỗ rồi. Quên lấy ra rồi. Trời ơi, đi hôm nay không mưa heo lấy áo mưa mặc vô. Trời mưa lớn rồi. Rồi chú vô nè, chú vô áo chú nè. Đây giới thiệu các bạn, hiện tại thì công viên dừa sáu Dị An, các anh đang thả lên được hai con dừa sáu, một con dừa sáu đen. Ảnh thì cũng đang quậy phá. À, đây một con dừa sáu hoa sen. Đây. Hết gió rồi, hiện tại thì trời thì đang rất mưa rất là lớn. Anh Kính với anh Quyền. Rồi hết gió dịu xuống rồi. Trời thì mưa lớn mà gió thì đứng rồi. Nên con dừa anh cũng xuống luôn. Còn hiện tại thì còn con dừa dừa đen. Dừa đen của anh Kính cũng đang chuẩn bị anh cũng đang muốn xuống à. Rồi xuống luôn rồi.